Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em lên live với mọi người một lúc, tranh thủ thời gian. Cái thời tiết hôm nay thì nó cũng hơi mưa gió và cũng hơi buồn một chút. Có một câu hỏi mà em thắc mắc và cũng rất nhiều người đang thắc mắc. Vừa rồi cũng hỏi em là em ơi, sao TV Sony họ lỗi thế mà sao vẫn nhiều người mua thế? Hoặc là em ơi, bây giờ nên chọn TV gì bây giờ, giữa Sony, Samsung, LG hay là các hãng khác? Thì em thấy đây cũng là một chủ đề khá là thú vị. Thì em mới gẫm lại rằng là đúng là trong giai đoạn gần đây, với vị trí là người bán hàng thì thấy rằng là TV Sony vẫn được chọn nhiều thật. Đặc biệt là trong cái cuối năm 2019 thì cuối năm 2020 thì cái lượng TV Sony bán công nhận là khá là khủng. Không biết là có được lên top đầu không, không biết có vượt qua được Samsung hay không, nhưng mà rõ ràng bán khủng thật. Và vị trí thứ hai là đứng ở vị trí người tiêu dùng. Bản thân em thì cũng đã dùng một chiếc TV Sony rồi, và cũng có một model đã bị hỏng, bị sọc màn. Nhưng mà nếu đúng mà để mà mình đi lựa chọn, mình mua, thì có thể khả năng mình sẽ vẫn chọn Sony. Cái TV sọc màn của nhà em trước đây là nó không liên quan đến lỗi của sản phẩm đâu, mà có nghĩ em nghĩ rằng là nó lỗi do em thôi. Thì vì là đấy là nhà em nó bị lốc, nên là nó bị bay mất một cái viên ngói ở trên chỗ cầu thang chính giữa nhà ấy. Thì nước nó mới chảy từ trên đấy, chảy thẳng xuống cầu thang và nó chảy thẳng xuống cái kệ TV. Và hôm đấy là nó nước nó ngập lên hết sàn nhà luôn. Thì em nghĩ rằng là sau cái đợt đấy thì nó tèo luôn, thì em nghĩ cũng có thể là do mình thôi. Thì để mà trả lời câu hỏi là tại sao này, thì đối với em thì em chỉ đóng góp được 3 cái ý thôi. Thế còn đối với mọi người mà đóng góp được nhiều hơn nữa thì mọi người comment vào trong cái phần bài viết giúp em nhé. Cái đầu tiên mà em thấy mọi người sẽ lựa chọn Sony vì đơn giản cái đó là bị ảnh hưởng bởi yếu tố thương hiệu mọi người. Em không biết đâu, nhưng mà ở Việt Nam nhé, thì cái yếu tố thương hiệu nó quyết định rất là lớn lắm luôn. Nó thể hiện ở cái chỗ hai góc nhìn này này. Một là mọi người thấy không, nếu như mà cứ nói đến ống nhựa chẳng hạn thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến Tiền Phong. Nếu mà nói đến dây điện là mọi người nghĩ ngay đến Trần Phú. Nếu nói về quạt là nghĩ ngay đến Vinawin. Rồi nếu mà nói về các sản phẩm khác trong gia đình, như là nói về bóng điện nhỉ, thì mọi người lại nghĩ ngay đến Rạng Đông. Ví dụ thế. Đấy là những thương hiệu mà nó cố hữu. Và đúng, khi nói TV thì từ rất là lâu rồi người ta đã nhắc đến Sony rồi. Nét như Sony mà. Thì đấy là một cái mà em nghĩ nó ảnh hưởng rất là lớn. Vì trong cái nhóm khách hàng đi mua đó thì không phải là ai cũng là người đã sử dụng TV Sony mà bị lỗi rồi đâu. Đây, những người sử dụng những TV Sony từ đời cũ người ta vẫn chưa bị hỏng. Nên là khi mà đi mua mới thì người ta vẫn lựa chọn Sony là chuyện bình thường. Nên là cái tâm lý là thương hiệu là em nghĩ rất quan trọng. Một cái yếu tố thứ hai nữa, cái này thì không phải là nói theo góc độ cảm tính mà nó là sự thật này. Đó là cái công nghệ hình ảnh. Thì nói thật là Sony em nghĩ nó là phải là số 1. Công nghệ màn hình thì chắc chắn thì là LG rồi, em không nói. Nhưng cái công nghệ để mà lắp ráp lên màn hình đấy, để mà nó xử lý đưa ra hình ảnh ấy, thì em nghĩ rằng khó mà ai có thể vượt qua được Sony. Tại vì Sony ấy, nó có 3 cái cực kỳ là độc quyền ở trên hình ảnh, mà em thấy nó quyết định đến chất lượng hình ảnh rất là lớn. 3 cái này em xin kể ra đây là: cái đầu tiên là mọi người có nghe thấy cái cụm từ Dynamic Contrast Enhancer không ạ? Dynamic Contrast Enhancer, một trong những công nghệ nâng cấp, nâng cao cái độ tương phản động nha mọi người. Độ tương phản động. Mà trong khi đó cái độ tương phản động này nó quyết định cực kỳ lớn đến cái độ nét của hình ảnh, độ mượt mà của những chuyển động. Thì hiện tại đây là một trong những công nghệ độc quyền của Sony. Và họ cũng là người phát minh đầu tiên. Nên là cái này
nó sẽ chỉ ra được là tại sao xem cái hình ảnh ở trên TV Sony nó lại sắc nét. Tiếp đến là công nghệ 4K HDR. Bây giờ đi mua TV thì thấy TV nào cũng nhắc đến cái đó. Nhưng rõ ràng Sony là một trong những người có công đi đầu trong cái 4K HDR này. HDR này nó có tác dụng, có chức năng như thế nào thì em nói rất là hiểu ở trên các video khác rồi. Nó tăng cái độ tương phản, tăng cái độ sáng của màn hình lên rất là tốt. Nên là hình ảnh xem nó sẽ sáng hơn, xem nó sẽ thật hơn, xem nó thích mắt hơn. Thì đó là công nghệ thứ hai. Và một cái công nghệ nữa liên quan đến giải màu mà nó cũng có độc quyền ở trên TV Sony thôi, đó chính là Chiluminous, công nghệ tăng giải màu. Đây là một trong những cái công nghệ mà được đánh giá là nó đem lại cái hình ảnh nó chân thực và nó rất là sống động ở trên TV Sony, đặc biệt là giá trị về chân thực, cái màu nó rất là thật. Thì đó là ba cái công nghệ độc quyền ở trên hình ảnh của TV Sony. Tiếp nữa là đến một cái vấn đề thứ ba, nó quyết định đến cái việc người ta chọn Sony nữa này. Đó là theo em thôi nhá, thì chúng ta từ những người lao động vất vả cho đến những người có tiền, thì bản chất trong cuộc sống thì chúng ta vẫn muốn là nó có một cái gì đó nó được ghi dấu lại, nó có một cái gì đó nó được mang một chút gọi là thưởng cho mình và thưởng cho mọi người. Thì khi chọn sản phẩm thì ai cũng muốn là nó thể hiện được ngoài cái giá trị sử dụng thì nó thể hiện một chút về giá trị về tinh thần. Tinh thần ở đây có thể là đó là đẳng cấp, có thể là nó thể hiện cái giá trị về một cái gì đó nó, em không nói là nó khoe mẽ, nhưng mà ý là nó cảm thấy mình được vui ở trong lòng khi mà mình sở hữu một cái thương hiệu nó, hoặc là một cái gì đó mình cảm giác như nó là biểu tượng của sự biểu tượng của đẳng cấp. Thì nó cũng không hẳn là quá đẳng cấp đâu, nhưng nó cũng là một cái biểu tượng của một cái gì đó nó mang tính chất là chúng ta thành công hơn chẳng hạn như vậy. Thì cái này em nghĩ là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều này. Và đối tượng khách hàng mà ở trong cái top như vậy thì hiểu lắm. Nên là đây là một trong những cái mà em thấy rằng là gặp khá là nhiều. Thì không biết rằng những cái ý kiến mà em đưa ra ở đây ấy, thì nó có trùng với lại anh chị hay không. Ngoài ra em nghĩ chắc là nó sẽ còn nhiều những cái khác nữa, nhưng mà cơ bản thì hiện tại thì em mới đưa ra được có như vậy thôi. Thế còn anh chị nào mà có những cái gì đóng góp thêm này, về chất lượng âm thanh, về chế độ bảo hành, hay là về chính sách giá cả, hay là về những cái gì đó mà mọi người cảm thấy nó ưng, hoặc là về thiết kế này, thì mọi người đóng góp thêm. Đấy thì, còn đối với em thì em chỉ nhận thấy những cái đó nổi bật thôi. Thế còn sẽ rất nhiều người đánh giá, hoặc rất nhiều người sẽ bình luận rằng là Sony thì thế này thế kia, hay là TV khác thế này thế kia. Thì bản thân là em cũng làm rất nhiều các hãng ở trên kênh của em, nhưng mà thực ra đưa hãng nào lên thì mọi người cũng có người bình luận rằng là cái hãng đấy hay lỗi lắm rồi, tỷ lệ hỏng cao lắm này kia, tức là không một hãng nào là không bị cả, nên là cũng rất là khó. Nhưng mà thôi thì đây cũng là một cái video gọi là để mà trao đổi vui thôi, vì hôm nay thì rất là mưa nên là cũng nên nói chuyện với mọi người một chút cho đỡ buồn. Sau đó là hẹn gặp lại mọi người vào trong cái khung giờ khác của em, và hy vọng là sẽ vẫn nhận được rất nhiều những cái ủng hộ của tất cả anh chị, và hẹn gặp lại anh chị trong những video sắp tới.